Bán ơi. Từ à? Tôi vừa nhận được một cái tin, mẹ nó chấn động dư luận luôn. Bạn biết gì không? Gì vậy? Nó bảo là có một thằng em nó bảo tôi là mua một con diều này, xong là nó bảo là anh ơi anh nạp clip thả hai con diều trên cùng một giây đi, chắc là nó chưa xem clip thả 12 con diều trên cùng một giây của mình vậy. Thế thì các bạn ơi, thế thì có nghĩa là ông em này ông ấy đố thả diều mà hai con diều mà lên được trời cao ấy khoảng độ 100m thì em ấy dây cho tôi 1 triệu. Thế thì bạn nghĩ sao về khi mà nhận cái kèo này? Mẹ thơm nưng luôn bạn ạ. Okay, kiểu như kiểu cho tiền mình vậy. Đấy, chỉ chắc là người ta chưa nhìn thấy cái clip mình thả. Nhưng mà hôm trước mình có thả được không ấy? Trước mình có thả được 100m đâu. Không có tới mà. Không. Hôm nay trời gió nó bé quá. Nhưng mà nếu mà làm clip mà hôm nay mà không bay được cũng hơi bị buồn. Nhưng mà có liệu có nùa không bạn? Nùa. Nghi nùa lắm vậy. 12 diều chắc nên được. Chứ 12 diều nó nặng. 12 diều nên được. Ok các bạn nha, để đáp ứng theo nhu cầu của bạn ấy thì hôm nay tôi sẽ thử thách cái bản thân của tôi thả con diều 2m lên đầu tiên á, rồi còn con VinFast này ấy, VinFast đấy, xem là con diều này là con diều 2m này. Nhưng còn run bằng cầm ở tay về. Đâu. Đây là con đây là dây diều các bạn nhá. Ông công lại bảo con này con run kinh quá. Quần ơi. Run này đúng tầm mét một sải tay về tầm 1m7 các bạn ạ. Con run này dài đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ thả con diều này lên trước nha các bạn nhá. Nếu mà ấy nhận được quả kèo này mà được 1 triệu các bạn nhá. Tôi cho các bạn mỗi bạn 2.000. Cho mỗi bạn 2.000 nhá. Anh em 20.000. 10 bạn 20.000, 100 bạn là 200.000 rồi. Được 500 bạn. Được 500 bạn. Mỗi bạn là được 500 bạn. 500 bạn là ấn like đầu tiên là sẽ được tặng 2.000. Anh em gửi số tài khoản. Ok nhá. Gửi số tài khoản nhá. Số tài khoản nha. Ai bạn nào may mắn thì có nha. Bạn nào không may mắn cũng có nha. Nào. Nói chung là làm clip cho các bạn xem thì bây giờ tôi sẽ thả con diều này lên đầu tiên các bạn nhá. Đây. Giới thiệu qua cho các bạn xem, đây là con diều đây, quay xa là bạn giơ đầu này. Đây là con diều mẫu gọi là mẫu gì bạn nhìn không? Magic à? Magic hay là mẫu mắt? Tôi nhìn cảm giác như mắt ở giữa nhỉ. Nhìn ảo thế nhỉ. Ảo chóe nẹ luôn các bạn nhá. Một cô vồng. Con này là tôi thấy trước làm mấy mẫu mẹ bồng con đẹp hết. Thôi bây giờ cứ không cần biết nhiều. Nhưng mà cái em này là em bảo là em mua con nào, con VinFast này con đấy. Có nghĩa đâm một phát cả hai con luôn. Nhưng mà em mua con nào? Thì em mua con VinFast nhưng mà em lại đấu thả con hai cả hai con. Nú thật đi chứ. Tôi thề luôn, tôi chưa gặp cái trường đâm con kia lên tầm 50m rồi mình không kéo lên. Kéo vậy thì dễ. Nghĩa là bảo là cả thả hai con một lúc trên. Nhưng mà thả nếu mà kéo 50m vậy thì nghĩ là cho gần nhau một tí để cho dễ hơn, chứ còn xa nhau dễ quá bạn. Được không? Cứ thử thách của em xem đi. Đây. Bây giờ bạn buộc cái đầu dây vào trước đi. Mà người ta thách thức là đã thách thức cái trên cùng một dây chứ người ta mà. Đấy quay gần đây, Quay này. Đây nha các bạn nhá. Chúng tôi sẽ buộc tạm thời ở đây đã, xong đấy là nếu mà diều mà có nên được hay không ấy thì các bạn để bé thôi nhá. Tí nữa con đầu tiên đấy tôi thả con 2m này là rất là dính luôn, rất là dính. Và dính ở đây là gì ạ? Dính là dễ lên đấy các bạn. Này, bây giờ là con của công đã như hoàn thiện đây? Xong rồi. Thì bây giờ ý là đâm cái con này trước, mẹ nối con. Con này là con 2m nối con 1m7 của ông em đặt mua con diều VinFast các bạn nhá. Bảo chuyển khoản suốt từ sáng giờ nhưng mà chưa hiểu chưa thì đâu. Liệu mình không ạ? Mẹ khả năng là triệu cũng hơi không trôi mấy đâu bạn. Không, ý tôi ở đây là ấy, bạn à, chuyển khoản mua con diều này. Nhưng mà bạn à, chuyển khoản từ chiều nhưng mà đến à, chuyển khoản từ sáng bảo chuyển khoản nhưng mà đến chiều cũng chưa thấy đâu. Đấy, giờ tầm 6-7 giờ rồi. Tiền cọc còn chưa chuyển mà thì tiền một triệu đã thế là nệu còn bảo 1 triệu tôi thấy cấn nhiều gì. Ok các bạn nha, và bây giờ chúng tôi sẽ mang diều đi thả luôn đây. Đây thả hai con, bây giờ là tôi sẽ là người kéo nha các bạn nhá. Sau khi mà đâm cả hai con lên, hai con này mà lên được ấy. Vẫn như thỏa thuận ban đầu nhá. Mỗi bạn 2.000, 500 bạn, mỗi bạn 2.000. Ok. Ok, comment xuống phía bên dưới nhá các bạn nhá. Đây bây giờ là đâm con ấy trước đi. Đâm con magic trước xong là cái con phía theo sau thì có khi là đặt máy quay nhỉ? Chạy đến chỗ anh Công kìa. Ok. Anh Công, anh nhận lên được không ấy anh Công? Mẹ, khả năng là hơi khó em nhỉ? Vâng.
giá như cùng với con bé bé đi để thẳng cách cách nhau thì đây gần nhau quá. Vừa đây con phát hiện ra quái vật gì ạ? À? Vâng. Vâng. Quái vật tinh trùng ở trong chỗ này anh không ạ? À? Không. Bác ấy chạy nhà em à? Không biết như nào. Đó. Nhiều quá. Con cá hai cái liền á. Con cá hai cái liền liền á. Không thì, không thì quân. Đó, đó, đó. Đâu? Ở đây, ở đây. Đâm cái nào trước? À đâm cả hai cái nhiệt à? Không, đâm đâm này cháu rồi bác ừ vừa bắt bác thả đấy ra. Quay chưa? Ao. Ao. Ôi. Nên nha anh em. Vẫn đâm ở đấy. Hai cái là thằng máy. Chắc chắn là máy rồi. Ôi trời ơi, đáp ứng nhu cầu ông em kia để hút 1 triệu nhá. Xoay tí tơ vũ. Vẫn lên được anh em ạ. Mới được một củ. Không biết quăng cảm thế nào. Thì hai con diều này lên thẳng. Con VinFast của em kia là hơi ngoáy thật. Đây được không bạn? Hơi ngoáy vậy. Đây các bạn nha. À, anh em bảo không lên á. Nói thật các bạn luôn, gió mà cần chỉ cần to lên một tí thôi, hai con diều tôi nói thật các bạn luôn, nó như kiểu nó đang đảo, nó đánh đánh nhau ấy. Chết mẹ, có gì sai sai bạn ơi. Bạn ấy không nhìn được rồi. Không đi được. Nên ai nhỉ? Nói chung là cứ con này xong là con kia rước lên nếu mà. Ừ. Cứ con này động lên con đi lên nhỉ. Ô mẹ ảo thật đấy. Có nên cắt 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 video đi quay lại không? Cắt đi quay lại, coi như là chưa chưa quay. Đây các bạn nha, bắt tận tay này. Gọi hai con này núi rồi. Ô mày. Con cần nên thì lại xuống, mà con ở dưới lại lên. Đây. Ừ. Bịp thế nhỉ. Ôi 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 ôi. Bảo con magic này cõng con VinFast một cái đích là con Vin. Nói bé thôi hay là tắt video quay lại được không? Đi bạn ơi. Có nhưng mà tôi lại sợ em ấy này chưa lấy con VinFast này cơ. Vậy cả hai con thì bây giờ là thả hai con lên cùng một lúc là cũng nên rồi, nhưng mà nếu mà gió to tí nữa thì nên đấy bạn nhỉ. Ừ, mà hay cộng, thôi cộng thoải mái đấy nhỉ. Ừ hay thôi là mình cứ cho về đi. Nói chung là đã bảo là có video bằng chứng quay từ đây lên chỗ bác kia tôi là tầm 100m rồi bạn. Thoải mái rồi còn. Thoải mái nhỉ. Đồ ok các bạn nhá. Cuối cùng là tôi đã thực hiện được cái thử thách này. Đấy, coi như là nãy giờ tôi chưa nói gì đi. Ok các bạn nhá. Quân ơi, cuốn dây Quân ơi. Quân, cuốn dây cho anh. Đấy. Sau khi mà thả hai con thì các bạn có thể cảm thấy nếu mà gió to tôi nói thật các bạn nên luôn nhá. Quả này ấy là 1 triệu chắc chắn là thuộc về tôi rồi. Anh em gửi số tài khoản xuống comment nhá. Mỗi người được 2.000. Mỗi người 2.000. 500 người, nếu mà chưa đủ 500 người thì thôi mỗi người lại chia ra là thôi tôi 500 bạn 500. Ừ, còn lại của anh em nhá. Còn lại của anh em được không? Ok luôn. Đấy. Nhưng mà vậy là vậy có nỗi quá. Con này có dây cho anh con ơi. Nhưng mà nỡ nhưng mà có không biết có đủ 500 với cái số tài khoản để nhận 2.000 nó có bị chém dây không? Ý ôi. Không bị chém đây đấy. Bạn nhìn dây này, đây này. Bị chém này. Thả lâu tí nữa là đứt ấy nhỉ. Đây này, chém cả hai này, cả đầu, cả đuôi này. Nói chung là dây bé nếu mà để chém dây to thì dây bé nó vẫn lợi hơn các bạn nha. Bởi vì dây bé nó sắc như một cái dao tem các bạn ạ. Nếu mà cứa nhau trên trời thì chắc chắn cái con bé là sẽ là thắng rồi.
Ok, mình đã test luôn con diều cho ông em nhá. Hai con diều, con diều này là con diều của mình vẫn đang để chơi và quảng bá, bởi vì nó con này ấy mình muốn cái hình thức của nó là độ kỹ và chơi bao gió to. Mình đã từng thả gió rất là to rồi, không bị xoay, không bị đảo. Nó là áo in nhiệt các bạn nhá. Nhưng mà hàng áo in nhiệt, nhưng mà áo rip top, may chi tiết rất là nét luôn, anh em có thể thấy này. May chi tiết rất là nét luôn nhá. Đấy, tại vì sao cái giá của con diều này nó là 1 triệu bởi vì nó là hàng áo rip top in nhiệt. Còn nếu mà các bạn muốn chơi cái loại mà nó rẻ rẻ mà áo kiểu dạng như là áo thường in ý, thì nó tầm khoảng độ là dao động từ 500 cho đến 550 thôi các bạn nhá. Đấy, như tôi thì tôi đang bán cái con này là 350 này, full carbon luôn, cho các bạn xem cái hàng chất lượng của tôi bên tôi như thế nào. Đây, một chút quảng bá về cái con diều 1m7 VinFast đây. Như đây là bạn Công là làm con diều này, thì bạn Công cảm thấy sao mà khi mà tôi sẽ so sánh diều trên mạng với diều của mình được không bạn? Để hôm nào tôi mua đặt một cái thử diều trên Shopee xem nhá. Xem là mình sẽ đặt tàn của một shop nào xem. Nói chung là để so sánh xem là shop diều của tôi hay với shop diều của Shopee sẽ như thế nào. Và các bạn nên chọn những... Giá hơi cao một tí nhưng cái chất lượng nó đổ lại này. Giá đâu cao bạn, giá tầm trung. Còn anh em nào rưỡi. Anh em nào muốn mua con mấy cái con này 250, tôi nói thật các bạn, nó không bao giờ ngon. 250 không bao giờ ngon mà các bạn mua. Nó không chênh nhau mấy đâu, nhưng mà anh em chỉ cần bỏ tiền hơn một tí thôi. Các bạn có thể để ý rằng là cái áo diều của tôi ấy, lúc nào cái đường khóa này nó cũng thẳng nép tắp luôn này. Còn khi các bạn mua ở trên mạng nhá, mua không đúng nhá, cái này này nó sẽ bị thẳng như này, nó vẫn thẳng, nhưng mà cái của tôi nhận biết nó dễ dàng hơn, là cái bằng xanh, cây xanh chuối 1m25 cắt gốc đi, nó rất là căng và đét nét và đẹp luôn. Đuôi là đuôi carbon này các bạn này, không phải đuôi cáp quang nha. Nên là anh em chơi và anh em nhận biết nhìn cái đuôi nó nét căng thì khắc hay đúng không ạ? Đây, công thì là công cuốn dây vào các bạn nhá. Như con này ấy thì là buộc rất là kỹ luôn. Tất cả những chi tiết này nhỏ này anh em này mua này. Tết các bạn mua nhanh thì còn và chậm tay thì vẫn còn anh em ạ. Ok, bây giờ là cái con này ấy, nó rất là căng đét luôn nhá. Hai bịt đầu đều có quấn để cho nó đỡ bị bục. Và tôi làm diều nói chung là chi tiết từ nâu rồi ấy. Mày mang cái đấy ra thì ta chịu rồi, có mỗi tí giày ấy. Cuốn dây chạy về này cái này. Anh lạy mày. Mày cuốn xong rồi bây giờ mày mang cái này làm gì? Có phải là thả 1000m mà mang cái dây này ra? Ơ, mang về. Mày mang ra mang về, tao sút rồi trận rồi. Đấy, cái kiểu như này mang ra bắt mình hành mình mang về không? Con người ở đâu rồi đấy? Thề luôn đấy. Đôi khi mấy cái này mình rất là quan trọng mấy cái kiểu này đúng không các bạn nhá. Đi xem cứt chó đấy. Mẹ mì tôm chịu rồi. Đây nó bảo xem cứt chó giống mì tôm bạn ạ. Thật là nó thấy bựa cái gì nhé. Mẹ chịu rồi. Đấy, như cái con diều này thì các bạn có thể xem chất lượng này. Đây này. Diều bên mình ấy, mình không phải nói khoác nó phét cho các bạn gì đâu. Đã chơi ấy. Bao bền luôn. Tôi thật các bạn đi chơi gió nó cứ cong 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 như này, các bạn nghĩ xem nó gây kiểu gì đúng không? Khó lắm, không phải quan trọng một con đâu, mà phải test hai con. Mà đã test thì tôi thích từ test từ đầu đến cuối luôn. Tôi đã bảo Công là nếu mà con diều nào ấy mà bạn test mà bạn phải test nan từ những lần mà đã mới làm đầu nhá các bạn nhá. Phải nói làm sao cho các bạn hiểu nhỉ? Tức là test nan từ cái lúc mà vào khung ấy. Test nan trước để xem là cái nan nào lỗi thì mình sẽ bỏ ra. Này cứng nhá. Quan trọng nó phải đạt cấp luôn. Dạ. Cứng vẫn được. Các bạn chơi được vậy không? Các bạn chơi gió to các bạn chơi được hết cái công suất này không? Con diều 1 triệu. Bao gió to luôn. Con này hôm nào mình sẽ chiến bão cho các bạn xem nhá. Nhưng mà chắc chẳng còn cơn bão đâu. Thôi bạn ạ, đừng mong bão nữa. Tôi không mong bão đâu các bạn nhá. Nếu mà tôi mà thả bão ấy thì phóng tàn quá. Nó nói chung là nó cũng nát tan nát. Cái cối với cả là xung quanh cái cối hoa màu cái thứ mới quay trở lại. Đấy, thế là bây giờ là nhà bác tôi nát hết vườn ngô anh em ạ. Nói chung là những cái gì nó hoang tàn nhất là tôi đã kể cho các bạn xem rồi. Nhưng mà xung quanh tôi thì cuộc sống nó trở lại bình thường các bạn nhá. Vẫn ok, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Các bạn thấy dạo này tôi cứ bắp không? Chẳng có tí cơ nào. Nhưng mà được cái là tôi có gầy hơn nhiều so với trước. Trước tôi 84 cân, bây giờ tôi hiện tại là đang 79 cân các bạn nhá. Tôi sẽ cố gắng gọi là đi tập gym để kéo diều. Để cho gọi là làm sao nhỉ? Kéo diều cho khỏe và nâng cao sức khỏe các bạn nhá. Tập gym cực kỳ là tốt. Nếu mà các bạn nào tầm tuổi trưởng thành các bạn sẽ đi tập
gym. Còn khi mà đang đi học thì tôi cảm thấy là lúc đấy nó đang phát triển ấy. Nếu mà mình vừa đi tập xong là mình uống sữa hay là nâng cao sức khỏe thì cứ đi tập gym thôi các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu bạn thấy video tôi hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ video của tôi, mua những con diều chất lượng nhất có thể. Tôi đã test cho các bạn xem những con diều này, những con diều ngẫu nhiên các bạn nha. Còn các bạn thích test tôi test con diều nào, test con diều 3m tôi cũng có thể làm như vừa xong được. Nhưng mà 3m nó hơi cứng, không gò cong mà được các bạn nhé. Bởi vì là chỉ có mấy con bé bé thôi, 3m mà gò vào phát cho tôi nghĩ là nó cũng có thể gò cong, nhưng mà lên trời nó gò cong thôi chứ còn tôi không có. Nói chung là anh em chơi với tầm gió này thì đấy, gọi là gò cong hẳn vào thì hơi đấy, hơi khó với con to đúng không? Đây, bây giờ là công đang quấn nốt cái cuộn dây này vào. Ok, và anh em chúng tôi sẽ đi tập gym các bạn nhé. Tôi bảo tối nay người đó hơi mệt đi, nhưng mà thôi cứ đi tập tí cho nó nâng cao sức khỏe. Mặt trời giờ xuống hết rồi, chúng tôi thả diều vào cái tầm này nó đỡ bị nắng nên là rất là ok. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye các bạn nhá.